Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Khang Phúc Đạt Audio nhé. Hôm nay quay trở lại với các bác đây để giải đáp một số cái thắc mắc, một số cái vấn đề mà có những cái bác khán giả theo dõi Khang Phúc Đạt Audio và đã để lại những cái bình luận dưới các cái video trước ấy. Thật sự là rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng bọn em để lại những câu hỏi để cho bọn em có thể giải đáp được. Và đấy cũng là một trong những cái nguồn để bọn em có chủ đề để làm những cái video chia sẻ những cái kiến thức nó thật sự là thực tế, nó quan trọng, nó cần thiết cho anh em đi làm sự kiện. Và hôm nay thì có một anh cũng để câu hỏi như này: anh rất là quen anh Châu Tùng. Anh ơi, em hỏi nhiều quá cũng ngại, nhưng mong anh giúp ạ. Em đang dùng Mixer X32, nên lấy đường ao nào cho loa trầm? Ok, rất là hay. Thì trong cái video này chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc đấy cho anh ấy nhá. Hy vọng là cũng sẽ có nhiều các bác đang thắc mắc cái vấn đề này, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem như nào các bác nhé. Mời các bác. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng 1 lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Và hiện tại thì em đang có một cái Mixer X32 Compact đây các bác nhé. Em đang có một X32 Compact đây. Anh Châu Tùng anh có đặt lại câu hỏi trên YouTube đấy, trên các video của bọn em trước đây, nhưng mà anh em vẫn chưa nói rõ là anh ấy đang sử dụng thêm crossover nữa hay không, hay là anh ấy sử dụng trực tiếp tín hiệu từ Mixer ra cục đẩy luôn ấy. Nếu mà anh ấy sử dụng con crossover thì thực ra thì mình có thể sử dụng một cái đường out bất kỳ nào cũng được, bởi vì tất cả sẽ xử lý ở trong crossover hết mà, đúng không ạ? Chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ chỉ cần để equalizer nó, chúng ta sẽ không sử dụng đến cái solver của nó, chúng ta sẽ không cắt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không cắt góc của nó này, ví dụ như thế này, chúng ta sẽ không sử dụng đến high pass filter hay là low pass filter, đúng không ạ? Chúng ta sẽ để như thế này và chỉnh equalizer của nó thôi. Còn với còn tất cả những cái tín hiệu chúng ta gửi vào crossover thì lúc đấy crossover sẽ xử lý sau, đúng không các bác? Còn nếu mà trường hợp thứ hai mà anh ấy không dùng thêm một con cốt bên ngoài nữa ấy, thì trên con mixer này chúng ta sẽ sử dụng cái đường cho loa súp. Chúng ta nên sử dụng đường matrix hoặc là mono center các bác nhé. Matrix hoặc là mono center đây. Đúng ạ, ở đây chúng ta sẽ có 6 đường matrix này. Chúng ta sẽ có 6 đường matrix và chúng ta sẽ có một đường mono center. Lý do tại sao mà chúng ta nên dùng đường matrix để chúng ta setup cho loa súp. Nguyên nhân của nó đây các bác nhé. Để em tắt cái nhạc này cho nó khỏi. Để đây. Bởi vì các bác như thế nào các bác nhé. Đây các bác, chúng ta sẽ nhìn vào đây, đúng ạ. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều định dạng cắt. Nó sẽ có cho chúng ta có định dạng cắt Butterworth này, có định dạng cắt Liquid Relay này, và có cả định dạng cắt Bessel nữa. Đấy, thì nó có cả 3 định dạng cắt và nó lại có được nhiều góc cắt các bác nhé. Đây, nó có nhiều góc cắt này, đúng không ạ? Nó sẽ có góc cắt bằng 1 này, 6 octa trên 1 dB này. À xin lỗi, 6 dB trên 1 octa này, đúng không ạ? Âm 6 dB trên 1 octa này. Có 12 dB trên 1 octa này. Có 18 dB trên 1 octa này, đúng không ạ? Và nữa là nó sẽ có 24 dB trên 1 octa. Đấy, thì nó rất là hay, rất là nó sẽ có rất là nhiều định dạng cắt, bởi vì em thấy khá là nhiều anh em đang sử dụng cái dòng mixer này và lấy đường súp luôn là từ đường bớt, là lấy trực tiếp từ các bớt ra đường out luôn. Thì khuyết điểm nó như thế nào các bác? Nó sẽ không cho chúng ta một cái có những cái định dạng cắt nó phong phú, đúng không ạ? Đây, thông thường thì ở đây khi mà sử dụng bớt thì em thấy là có nhiều người ta sẽ sử dụng như thế này. Đấy, người ta sẽ sử dụng hai. Ví dụ như low pass filter thì người ta sẽ sử dụng hai cắt hai lần này, đúng không ạ? Đây, hai lần luôn. Số 5 và số 6, đúng không ạ? Số 5 và số 6. Đấy, người ta sẽ cắt như thế này thì nó sẽ cho chúng ta cái định dạng cắt là liquid relay, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tốn công hơn, đúng không các bác? Tốn công hơn mà. Với lại chúng ta sẽ không có đấy là liquid relay, chúng ta có thể dễ dàng thôi, chứ còn những cái định dạng cắt khác thì nó phức tạp hơn, đúng không ạ? Thay vào đấy thì chúng ta nên sử dụng cái đường matrix thì nó sẽ có định dạng cắt đấy cho chúng ta. Đây. Ví dụ như
matrix này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn đây, chúng ta sẽ chọn low pass filter. Low pass filter ví dụ như Butterworth 24, Butterworth 24 trên octa, 24 dB trên octa, đúng không ạ? Hoặc là Linguist Delay này, 24 dB trên 1 octa, rất là hay luôn đấy. Rồi chúng ta sử dụng cái này cũng thế, sử dụng hai pass filter này, chúng ta chọn ví dụ như Butterworth 24 dB trên octa đấy, chúng ta sẽ có một cái rất là hay luôn, cái solver rất là hay luôn, chúng ta làm việc rất là dễ, chúng ta không phải suy luận nhiều, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái đường mono center này cũng được, mono center này cũng được đấy. Mono center cũng rất là hay, nó cũng sẽ có cho chúng ta cái định dạng cắt như thế. Đây các bạn thấy không, đây có ba định dạng cắt và các bậc cắt khác nhau đây, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 đấy, rất là thoải mái. Tuy nhiên thì ở trong này nó cũng hạn chế một điều là nó không có như là 48 dB trên một octa này hay là 36 dB trên một octa, nó không có đấy, rất là tiếc quá. Nhưng mà nó cho như thế này chúng ta đã thoải mái dùng rồi các bác ạ. Đấy, thoải mái dùng rồi, chúng ta nên sử dụng đường mono center hoặc là sử dụng đường matrix các bác nhé. Và các bác không nên lo lắng ở cái chỗ là khi sử dụng matrix thì bắt buộc phải đi chung với main, không phải đâu nhé. Đây em đang tách này, ví dụ như đây em cho cái đường nhạc này lên trước, thì ở đây em đang có là main thì là loa full, đúng không ạ? Đi đường này đấy, đây loa full đi đường này đây. Ở đây em đang đi loa full là đường matrix 34 này, còn loa sub thì em vẫn đi bớt 1 này đấy, bớt 1 đấy các bác nhá, bớt 1 đến 8 này đấy, sub này. Và ở đây là cái đường sub của em đang sử dụng nhá. Ừ, trên cái mixer này thì em đang cài đây là hai đường sub chưa, hai đường sub là matrix 1 là cho loa kiểu em cài đặt cho cái hệ thống loa Enfi ấy các bác. Và Enfi cho nên là ở phía trước là phía cái matrix 1 này là em đang sử dụng cho loa phía trước, còn cái matrix 2 này là em đang sử dụng cho loa phía sau. Đấy. Đây là full này, loa full này đúng không ạ? Đây. Còn loa sub thì vẫn đi bớt 1 bình thường các bác nhé. Chúng ta sẽ không phải lo lắng gì cả. Đấy. Ok. Và trong thời gian tới thì em sẽ hướng dẫn cho các bác sử dụng cái con X32 này, những bác mà đang có nhu cầu muốn sử dụng con muốn mua cho mình một con X32 các bác nhé. Các bác nếu ai mà có nhu cầu tham khảo những cái cách sử dụng về con này thì nhớ like và đăng ký kênh của bọn em nhé. Sắp tới thì em sẽ ra một cái series để hướng dẫn về con này luôn, để làm sao mà một người mới vào xem cái video của bọn em là sẽ làm được luôn cái, sẽ sử dụng được luôn cái mixer này một cách dễ dàng nhất các bác nhé. Thì tất nhiên chúng ta sẽ có những thứ gọi là cơ bản thôi, còn những cái thứ mà nâng cao thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái kinh nghiệm nữa các bác nhé. Ok, và nếu các bác thấy video này hay và hữu ích thì nhớ cho bọn em một like nhé, một lượt đăng ký kênh, và chúc các bác thật là nhiều sức khỏe để chúng ta có thể vượt qua mùa dịch một cách an toàn nhất các bác nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bác thành công.